Thưa quý vị và các bạn, đêm về sáng có sương mù, gió đông nam cấp 2, vùng cao trời rét, trưa về chiều trời nắng là hình thái thời tiết đặc trưng của những ngày gần đây. Cộng thêm nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn từ 17 cho đến 27 độ, nên những người có bệnh mãn tính về đường hô hấp cần chủ động giữ ấm cơ thể vào đêm và sáng sớm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đêm nay và ngày mai, một số nơi ở các khu vực vùng cao, đêm về sáng sẽ có mưa nhỏ, có nơi mưa rào và dông. Vùng thấp, sương mù nhẹ, không mưa, sáng sớm trời se lạnh, ngày trời nắng. Nhiệt độ trung bình trong ngày từ 23 cho đến 32 độ, khiến mỗi chúng ta cảm thấy rõ không khí mùa thu khá là dễ chịu. Còn sau đây là thông tin dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét. Sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét. Sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ.